Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Aochu 365 gần thôi ha. Tiếp tục series nâng cấp ánh sáng ngày hôm nay thì em vừa mới nhận một dòng xe Hyundai Accent 2022. Thì dòng xe này anh khách sẽ nâng cấp bi gầm nha cả nhà. Thì bên em có một cái dòng bi gầm là F10 2.0 inch, là chuyên sản xuất cho những cái dòng xe mà có cái bi gầm nhỏ vậy nè mọi người. Thì khi mà lắp đặt lên thì nó sẽ như zin luôn, chỉ khác cái ánh sáng của nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Thì bây giờ mọi người hãy xem ánh sáng zin nè, và sau khi lắp đặt thì sẽ như thế nào nhé. Nhịp đây, cái ánh sáng zin nè mọi người, cái ánh sáng zin của đèn gầm. Thì đèn gầm zin á thì nó sẽ không có pha ha, thì nhưng mà khi mà mình lắp cái bi gầm F10 này vô thì nó sẽ có cả coaster pha luôn. Thì sau khi nâng cấp xong bên em sẽ lên cái video hoàn thiện cho cả nhà xem nhé. Xin chào cả nhà, thì bên em vừa mới hoàn thành nâng cấp ánh sáng, cụ thể là bi gầm F10 2.0 inch cho dòng xe Hyundai Accent ha. Thì đây mọi người xem cái ánh sáng này khi mà lắp đặt vô thì như zin luôn nè, sẽ không có thay đổi kết cấu gì của đèn xe ha. Đây. Thì cái bi gầm này mọi người hãy xem cái ánh sáng của nó ha. Này, bi gầm F10 thì công suất của nó là code 35 và pha là 45W. Ở cái bi gầm F10 này nhiệt màu là 4003, nhiệt màu vàng nắng nha. Nói chung là cũng khá là bám đường và cũng thời trang đó cả nhà. Pha giùm chị. Đây là pha nè. Bình thường á, cái đèn gầm thì nó sẽ không có pha, nhưng mà khi mà mình đổ bi led lên thì nó sẽ có pha luôn nha cả nhà. Rồi mọi người đang có nhu cầu nâng cấp ánh sáng thì hãy liên hệ ngay với bên em ha. Thì số điện thoại bên em sẽ để ở dưới góc phải của màn hình. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ vào số điện thoại này, bên em sẽ tư vấn nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.